Rồi giấc này mình cũng rảnh, có người anh hỏi mình chứ sao mà thấy mình bán cho con trại mà anh qua anh bắt hai ba lần rồi thấy trong nhà không thấy, không sao không thấy trại ngoài này, ở ngoài mình anh cứ thắc mắc anh hỏi hoài, cho nên giấc này mình cũng rảnh rảnh mình ra trại mình quay sơ lược cho người anh coi với cho tất cả mọi người, anh em chú bác ai mà có đam mê sở thích gì làm kinh tế hoặc là đam mê gì nuôi chồn á, thì mỗi người nuôi là mỗi cách khác nhau. Ở đây á, mình xây tường cao 3 mét là 40 mét vuông á, là mình thả ba con đực 10 cái, mình lợp tô rốc rô, còn ở mít ra nóc trên á, thì mình xả dán ra mình lợp cho nó mát con chồn, rồi mình thả tập trung vô 10 con cái ban đực. Rồi khi nào nó có giống á, mà nó có bầu bự rồi á, thì mình bắt ra mình nuôi cho lính làm nuôi đẻ thì ở trong đó là mình đặt những cái ống khói mình làm lò đó, hoặc là ống mũ á, mà 315 á, thì mình đặt trong con nào á, thì nó ở theo ống con đó. Lúc mà chồn nhỏ đó thì mình cứ ghép vô là 10 con cái ban được, lúc nhỏ chồn baby á thì nửa lớn nó sẽ quen thôi, rồi nó tự bắt cặp nhau, mà mình lựa ba con đực là khác giống với nhau á cho đừng đồng huyết. Rồi cái mình 40 mét vuông vậy đó là mình nếu như chuồng lồng cũ nào đó mình phải bỏ đại vô đó vậy đó, rồi mình đổ ống nước, rồi mình xây từ ngăn vậy đó, rồi mình khoét lỗ cho nó chung qua chung lại, rồi mình thả vậy thì con chồn nó bắt cặp với nhau, tự bắt cặp thì nó đẻ rất là sai, mà mình nuôi cái mô hình như mình vậy á thì rất rất là đạt hiệu quả. Mà hỏi tại sao mấy người bạn hỏi sao sao mình không đăng lên cho người ta học hỏi, ta làm theo cách theo, nhưng mà cũng thông cảm tại trại mình xa nhà, mà bây giờ á ăn trộm nó đi ăn cắp vỗ lãi bán chậm lắm, nó ăn cắp chồn nó bán nhanh hơn, cho nên mình không dám đăng lên vì bây giờ ăn trộm chồn nó dữ lắm. Thì bà con nào mua chồn bên mình á, thì một làng vài chục con thì có, mà cứ bà con cứ muốn nuôi chồn mà hiệu quả thì bà con làm như mình vậy nghe, xe tường cao lên rồi thả tập trung vô vào chồng bao bi 10 cái ban được, lựa ba con được là khác giống hết, rồi mình nuôi vậy là rất là thành công, nó đẻ chừng 56 con không á, mà chồn rất là tốt, ăn khỏe mà những đẻ sai nữa. Rồi thôi thì mình cũng chào xin chào người anh nghe, anh hỏi mình rồi sẵn mình quay cho anh coi luôn đó, kỹ thuật của mình là như vậy đó. Rồi thì mình chào xin chào, chào anh Tư nha, bye.